Ta Chú Cấm được lấy cảm hứng từ vụ án chấn động Thái Lan năm 2004. Lúc bấy giờ, tại tỉnh Ratchaburi, một người mẹ đã giết con gái của mình để lấy ruột thờ thần Indra theo tà giáo. Người mẹ cho rằng đó là nghi lễ giải thoát ma quỷ và sự hy sinh mạng sống của con là cách để cứu mẹ. Theo đó, người mẹ này từng có tiền sử bị lạm dụng tình dục năm 17 tuổi và đứa con chính là kết quả của điều này. Tà Chú Cấm là một bộ phim mang thể loại kinh dị pha lẫn yếu tố tình cảm gia đình. Do đó, bên cạnh những phút giây rùng rợn, bộ phim còn dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây là một bộ phim mà khi bước vào rạp, khán giả cần chuẩn bị một cái đầu lạnh để có thể đối mặt với những tình tiết không ngờ và những lớp bí mật dần được bóc tách, đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Sau khi xem phim xong thì cảm xúc của em đến bây giờ vẫn còn cảm thấy bị giật mình, kiểu hơi sợ. Nếu mà tập trung xem thì sẽ sợ, còn nếu mà lâu lâu mình bấm điện thoại xong rồi mình ngước lên mình xem thì cũng sẽ bị giật mình luôn. Và em cảm thấy đây là một cái bộ phim mà khiến cho em phải gọi là bị hồi hộp ấy, và cảm thấy rất là tò mò khi xem, nên là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ phim nha. Thì phim kinh dị thì mình coi mình cũng phải kinh dị chứ, đúng không mọi người? Chứ mình tới mình tìm cảm giác mạnh mà mình coi mà mình không kinh dị thì nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà thực sự là bộ phim cũng có rất là nhiều khúc giật gân và làm cho mình sợ. Nhưng mà trong cái đó thì nó cũng động lại rất là nhiều, là có nghĩa là mình sẽ cảm nhận được hai khía cạnh của bộ phim. Tại vì là trong đây sẽ có là mọi người, khi mọi người cảm nhận đây là tình cảm gia đình và đến từ xuất phát từ là một người mẹ mà ở cái mức độ gọi là phản diện, và một cái người mẹ ở mức độ là chính diện. Cho nên là khi mọi người sẽ vừa trong cái khúc mà mình sợ, nhưng mà mình cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương của hai người mẹ dành cho người con của mình. Khi nói thì thấy phim giống như là phim, đúng là phim tình cảm gia đình á, là nói về tình mẹ con, tình ba con rất là nhiều, và chèn thêm những cái cảnh zoom ke vô. Mấy cái cảnh đó thì tôi che mắt hết trơn. Ủa là sợ dữ chưa? Thì mấy cảnh hù mình phải sợ cho người ta vui chứ. Ủa sợ là sợ cho mình chứ ai đâu. Mình sợ thiệt. Vậy hả? Là diễn viên Queen Trúc Trần thì wow, cái cảm xúc của mình sau khi coi phim thì nó vẫn còn hơi động lại một chút á. Tại vì đã từ rất lâu rồi mình mới được xem một phim kinh dị mà có khá là nhiều cảm xúc ngoài cái sự việc là bị hù dọa hay sợ hãi ra. Cảm xúc của mình sau khi xem xong thì mình thấy phê nha mọi người. Ý là nó phê nhẹ nhẹ, nó cũng không có giật mình nhiều quá. Nó lâu lâu nó có hù mấy cái nhưng mà thấy cũng đã, tại vì thích mấy cái phim kiểu dạng như bù bù ngải ngải rồi đó. Nó hấp dẫn. Dạ, chị có sợ không? Không sợ. Tại vì không phải đâu, tại vì cắt ra cái đồ coi phim cao á, nên là thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà nếu như mà mọi người kiểu dạng thấy có quản lý mình coi thì kiểu bấm điện thoại từ đầu buổi tới cuối buổi luôn, tại sợ quá không dám nhìn màn hình đó. Sau khi xem xong bộ phim thì mình nghĩ mình nên order một người yêu luôn, tại vì rất là sợ, quá sợ đi. Và phim cũng có những cái đoạn rất là cảm động và mình rất là xúc động luôn. Thường thì em thấy mọi người cười nhiều hơn ý, tại vì có mấy đoạn cũng mắc cười, còn giật mình á thì chắc có giật mình mà mọi người không có wow lên thôi. Em chấm 7.5 à? Mình chấm 8/10 nha mọi người. 8/10. 7-7.5 nha, này là theo ý kiến cá nhân. Cũng hay mà, hay, phê, có phê, ok nha. Mình nghĩ rằng mọi người nên ra rạp xem và thưởng thức đi, vì phim hay lắm. Và phim có những cái tình tiết mà mọi người sẽ cảm thấy là không hề phi logic. Nó sẽ không giống như những phim kinh dị khác, mọi người coi mọi người bực bội giống như là ủa tại sao lại dọn vô cái nhà này ở vậy, hay là ủa sao không gọi công an, hay là như thế nào đó đi. Thì mọi người hãy ra rạp nha.